Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spa Room. Và hôm nay sẽ là một bài viết nữa của tác giả Choi. Bài viết có mang tên Trafalgar, trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử hải quân. Vào năm 1805, đế chế thứ nhất dưới sự trị vì của Napoleon Bonaparte là cường quốc thống trị lục địa châu Âu. Nhưng khi đó hải quân Hoàng gia Anh nắm quyền kiểm soát trên biển. Để có thể xâm lược được nước Anh, Napoleon phải đi qua vùng biển Celtic hoặc qua eo biển Manche. Khó hơn vì đó là nơi thu hút gió, có nhiều bão và lốc xoáy. Hải quân Pháp lúc đó đóng quân ở một số nơi như là Rochefort hay Cadiz, cùng với liên minh là Tây Ban Nha dưới quyền chỉ huy của Pierre Charles. Muốn tiêu diệt nước Anh nên đã đánh từ mũi Trafalgar ở bờ biển phía tây nam của Tây Ban Nha. Trận thủy chiến Trafalgar đã đập tan âm mưu xâm lược nước Anh qua đường biển và là trận thủy chiến trên biển lớn nhất, chấm dứt thời đại dùng thủy quân bằng thuyền buồm. Trong trận chiến ở Trafalgar vào ngày 21 tháng 10 năm 1805, Hải quân Hoàng gia Anh đã tiêu diệt được một mối nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất trong vòng 20 năm qua, nhưng đã mất đi người anh hùng dân tộc, đô đốc Horatio Nelson. Vào thế kỷ thứ 18, Nelson trở nên nổi tiếng với chuyện tình với phu nhân Harmington, vợ của ông William Harmington, một đại sứ Anh ở xứ Napoli. Bà trở thành tình nhân của Nelson và họ đã chung sống với nhau công khai khi bà trở lại Anh. Dù Nelson cũng đã có vợ là bà Fanny Nelson, hai người đã có một người con gái tên là Horatia Nelson. Do quý ông William Harmington rất ngưỡng mộ Nelson nên quý ông không hề cấm đoán cuộc tình này. Tầm nhìn chiến lược của ông đảm bảo rằng mọi cuộc chiến mà ông từng tham gia đã khiến cho ông trở thành đối thủ duy nhất xứng tầm với Napoleon đương thời. Thậm chí, cả Napoleon cũng không phủ nhận điều đó, ông có một bức tượng nửa người của Nelson ở phòng riêng. Nelson đã phát triển nghệ thuật chiến tranh trên biển lên một đẳng cấp mới để đánh chặn cuộc chiến tấn công của Napoleon đến từ nước Pháp. Ông đã học được phong cách chỉ huy của đô đốc Sir John Jervis, người đã dạy ông cách làm một hạm đội gắn kết với nhau và chiến lược tài tình khi còn phục vụ dưới quyền của đô đốc Lord Hood. Nelson sử dụng sự kết hợp này để giúp nước Anh sống sót qua 22 năm cách mạng Pháp và thời đại Napoleon. Ông hiểu rằng cuộc xâm lược của nước Pháp đáng sợ bằng nguy cơ ngành thương mại toàn cầu của Anh quốc bị hủy diệt. Chiến lược phòng thủ. Năm 1803, Hiệp ước Hòa bình Amiens, một hiệp ước ngừng bắn tạm thời giữa Anh và Pháp đã bị phá vỡ và trong gần 2 năm, người Anh đã ở thế phòng thủ, chờ đợi hải quân Pháp đi những bước đầu tiên. Vào cuối năm 1804, Tây Ban Nha đã tham chiến với tư cách là đồng minh của Pháp, cung cấp cho Napoleon số tàu đủ để thách thức nước Anh. Đây là một bối cảnh của Trafalgar. Napoleon tìm cơ hội để đánh úp nước Anh mà không phải chiến đấu với Nelson và Hải quân Hoàng gia. Nhưng mọi sự cố gắng đều đã bị cản trở bởi các thủy thủ lão luyện. Vì thế, khi Phó Đô đốc Pierre, chỉ huy của hạm đội Pháp, Tây Ban Nha, neo đậu tại Toulon, đổ ra Đại Tây Dương vào đầu năm 1805, Nelson đã liều lĩnh đuổi đánh ông ta qua khắp nơi cho tới tận Tây Ấn. Vào tháng 9 năm 1805, hạm đội của Pierre đã tìm được nơi trú ẩn ở Cadiz và là vị trí lý tưởng để tấn công tàu thông thường của người Anh hay chính là nước Anh. Kế hoạch tác chiến. Nelson tham gia vào hạm đội của Anh quốc ngoài khơi Cadiz vào cuối tháng 9 đã kích thích những thủy thủ dưới trướng. Khi mà kế hoạch của ông được giải thích trên bàn chiến lược của tàu HMS Victory là chìa khóa để chấm dứt cuộc chiến. Sự có mặt của Nelson đã làm đô đốc Pierre đứng ngồi không yên và muốn hạm đội quay về để hỗ trợ cho cuộc chiến tại Naples. Dưới áp lực của Napoleon, Pierre tin rằng hạm đội của Nelson yếu hơn ông ta nếu phải đối đầu trên biển. Sự thật là ông ta có 33 con tàu, trong khi phía Anh chỉ có 27 con tàu. Khi hai hạm đội tiếp cận nhau, Nelson đã gửi tín hiệu cho thủy thủ đoàn bằng câu nói bất hủ đã đi vào lịch sử của ông. Nước Anh hy vọng mỗi người sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình và các tàu theo hiệu lệnh để tấn công. Trận chiến. Vào 12 giờ 35 phút trưa ngày 21 tháng 9 năm 1805, đội hình cánh cung của bên Pháp cho phép tàu Victory nổ súng cuối cùng, che đi con tàu chỉ huy trong khói súng đại bác. Ngay sau đó, tàu Victory rẽ phải ngay phía đuôi tàu của đô đốc Bucentore, khiến kẻ địch phải giật mình và loại khỏi vòng chiến đấu 200 người. Đô đốc Pierre là người cuối cùng đứng trên bong tàu. Sau đó, con tàu Redoubtable chặn đường tàu Victory, băng qua đội hình địch và Nelson bị động giữa ba đối thủ trong một tổ hợp hạm đội. Nhưng ông đã giáng xuống một đòn quyết định. Villeneuve đã bị mắc kẹt trên một con tàu tàn phế và trung tâm đội hình Pháp, Tây Ban Nha đã trở nên hỗn loạn do thiếu đi chỉ huy và phải đối đầu với hạm đội Anh không thể ngăn cản.
Nelson khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục đi bộ cùng Hardy, trong khi chỉ huy tàu Redoubtable đang cố gắng quét sạch sàn tàu Victory bằng súng trường và lựu đạn. Vào 1 giờ 15 phút chiều, Nelson bị bắn bởi một viên đạn xuyên qua phổi và kẹt trong xương sống. Khi đó trận chiến đã ngày càng trở nên dữ dội và hỏa lực của bên Anh ngày càng tập trung hiệu quả hơn, đều đặn hạ gục kẻ địch. Trong 3 tiếng nữa, Liên minh Pháp và Tây Ban Nha sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đòn tập kích của Nelson đã phá vỡ mọi quy tắc chiến tranh, là một con thuyền sẵn sàng chiến đấu như sắp chuẩn bị chạy trốn, thay thế trọng lượng và sự chính xác của tàu bằng tốc độ. Khi bắt đầu cuộc chiến, khi con tàu Anh đầu tiên đến nơi, họ phải đối đầu với một hạm đội vượt xa về số lượng, nhưng đến cuối cùng, phía bên hải quân Anh thậm chí còn không mất đến một con tàu. Khi Nelson bị thương, trận chiến với tàu Redoubtable đã đến thời khắc cuối cùng. Người Pháp cố gắng ập sang tàu Victory nhưng đã bị đẩy lùi bằng các loạt đạn và đến 1 giờ 30 phút, chỉ huy tàu Redoubtable đầu hàng. 2 giờ 15 phút, Pierre cũng đầu hàng và trở về Pháp để bị Napoleon xử tử. Chiến thắng thuộc về phía hải quân Anh, nhưng cái giá phải trả không phải là nhỏ. Tổng cộng có 458 thủy thủ bị chết, hơn 1.200 người bị thương, nhưng không có tàu nào bị đánh chìm. Phía bên Pháp có 7.000 lính và 21 tàu bị bắt, một tàu bị phá hủy hoàn toàn. Tây Ban Nha có 1.025 người chết và 1.283 người bị thương. Nhưng phía Anh đã mất đi người chỉ huy huyền thoại của họ, người đã nói những lời trăn trối cuối cùng. Tạ ơn Chúa, con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau chiến thắng vẻ vang, nhân dân Anh quốc tôn vinh Nelson đến mức mà bầu không khí nước Anh đã tràn ngập cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Trận đánh quyết định được coi như là có tầm quan trọng thay đổi cả thế giới, đại thắng trong trận thủy chiến Trafalgar đã thôi thúc nước Anh sục sôi khí thế giữa những thời khắc đen tối trong cuộc chiến tranh Napoleon và cũng truyền cảm hứng cho các thế hệ người Anh sau này. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!